rồi nó giấu rượu ga, nó chắc đi mất 2-3 bữa nó mua một cái, 2 bữa mua cái. Nó về nó đổ, nó không cho tôi ăn. Chị, không thịt thịt ngày có rượt ba không? Rượt ngày ba cũng giác, nó giác nửa đêm, bảy giăng giống nửa đêm. Tắm đâu à? Tắm này là nó tắm đó, nó khoét đổ rồi nó ở chuồng chặn đẩy cỏ tới luôn vậy đó. Đẩy. À, tắm tắm dưới cái mương này hả? Ừ, nó tắm đó. Dạ. Nó nhảy luôn nước, mắc kẹt nhảy luôn nước. Nhảy luôn nước tắm ở chuồng chặn tắm. Vậy đó hả? Ừ, nói là nó quýnh. Vậy là ngày ngày nào cũng quậy hết trơn. Ngày nào cũng rượt quýnh, ngày nào rượt quýnh. Tôi nhìn đó chứ mời tới chiều tối tôi nhìn đó luôn. Dạ. Bận đêm mưa thì nó rượt tôi qua mấy tôi ngủ tới sáng ra. Hai mẹ cháu qua mẹ ở. Cũng như là con bé thì nó theo bà ngoại. Ờ đẻ hồi 1 tuổi tới giờ. Ờ, bà ngoại nuôi không đấy ha? Mẹ nuôi. Đã. Ờ nó giấu đi. À, nó đẻ 16, 17, 18 cái đem nhỏ xuống sông tắm giao cho tôi luôn rồi. Mấy tháng mà đem đi. Mới có 3 bữa à. Rồi cái nó rước về cái cho gia tắm rồi công an mới lên. Công an lên ăn kết rồi này kia nọ. Bà thì có mấy người con bà? Dạ có thằng trai ung thư gan chết rồi 51 nên 56 tuổi rồi. Dạ, tức là bà cũng có một người. Dạ đẻ có lần một dạ. Nghèo ở bên vợ rồi chết rồi. Dạ. Rồi mình ên nói với nuôi con đó. Vậy là bà có 2 người con hả? À không có, có một thằng chết rồi. Ủa cái chị này? Nhỏ này sinh ba nó chứ tôi bằng gì ruột má nó tự giận chết thù sinh nó dựng mới có 6 ngày hả? À vậy là con nuôi chứ không phải. Dạ con nuôi ba nó với tôi bằng ruột rồi nó mới đẻ con nhỏ này nè. Dạ. Vậy là dạ. Rồi bây giờ bà muốn gì bà? Đưa đi trị bệnh ha? Thì mấy ông đưa tôi mang ơn cho tôi sống ngày nào cho nhà tôi sống không thôi. Em mời giờ đó có ông cơ. Muốn đưa đi trị bệnh là bà phải xin giấy mới được chứ. Bà xin giấy thì tụi con mới dạ. Để nếu được. Nếu được tôi qua bên ấp bên đây nè. Dạ. Nè người ta cho nè, người ta cho bếp ga cơm điện nữa. Nó đập nó quăng hết trơn. Ấp ở đâu à? Ấp ở đây nè, ông ấp nè, ấp Hưng Nha, Hưng Long Hưng B. Long B, ông bổn ở đây nè. Dạ. Có cái giấy, có cái điện thoại để mấy ông nói chuyện với nó ông được không? Bà điện qua đi. Bà ở đúng rồi, bà điện luôn đi. Bà điện qua nói chuyện. Tôi không biết chữ. Nè, địa điện nè. Kêu chị đó. Ờ kêu địa điện. Nói với ông bổn bây giờ người ta cho ở đâu lợi tính thì chị bệnh mơ ta cho tiền chị nè, nhắn. Nói với ông bổn. Điện thì điện số đi, tôi không biết chữ nữa. Ông có để số ông số mấy? Có. Số mấy mi tôi không biết chữ. Bị tôi lãnh pha ông nào mới cho cái giấy. Đâu có gì đâu. Giúp đỡ cho gia đình mà. Ừ. Đứng ngoài điện được. Ừ. Ừ. Nói giờ người ta có mơ vậy đó hỏi ông ấp cho đưa cho tiền chị bệnh mơ mà nha được không? Ừ ông bổn. Nói người ta cho ta lại chị bệnh con mơ mà cho tiền này nhắm gửi con mơ chị bệnh được không? Con thương ngoại không? Thương không? Thì đưa mẹ con đi khám bệnh được không? Đi trị bệnh con chịu không? Chịu ha. Alo anh Bổng hả? Anh Bổng ấp hả? Đâu đi chơi rồi em á. Ờ anh Bổng ơi mà bây giờ mà mấy người mà người ta quay lên đài truyền hình người ta ở đây nhà của bà Mơ, bà Tương Hoa nè. Tính cho con Nguyên Mơ nó đi trị bệnh đó mà anh thấy sao được không? Bà cũng điện cho anh hỏi mấy cái người này hỏi thôi sao chứ bà Tư có hỏi. Dạ. Mấy ông đợi tháng 600, 600 triệu mới chịu. Trời ơi, bố nhang mưa lớn nó đốt tùm lum tới lê. Tối ngày chẳng đêm. Chén. Nó có chồng Hàn Quốc về năm nay 11 năm rồi. À, vậy là cũng có chồng Hàn Quốc rồi. Nó hồi đó con gái tiếp viên nhà hàng Bái Thành. Rồi cái tâm bằng mai có 3 triệu, rồi bằng mai chở bển năm trước, năm sau, ông này có tật mà lớn tuổi nữa. Rồi bắt nó đi trong rừng gú, cắt lúa, chậm lúa, nó không chịu đi, rồi quýnh đập rồi cái đại sứ quán thấy nó ở chuồng đi, tao gửi. Tao gửi chân bay, lên chân bay nó ở chuồng đi tùm lum chân. Rồi rước nó về, nó nay 11. Rồi nó khùng luôn, quýnh khùng luôn, thấy vậy. À, nó đi làm mướn rồi nó đăng ký có chồng. Ờ, trước bình thường à. Của chồng Hàn Quốc rồi quýnh khùng luôn, lên chân bay nói chuồng giáp hết trơn mà đâu biết. Người ta gửi nó về, ta gửi chân bay về. Ta giúp đỡ nhiều hoàn cảnh chứ lắm. Nè, người ta cho toàn bộ, người ta cho không sắm chén đồ. Mới quay nãy giờ nè, tại vì em thấy bà em tội nghiệp lắm, nó xót quá, bà giờ thấy mơ vậy rồi giờ em thấy. Kêu cái người quen với em quay bên lúc nè, rồi vô quay cho bà coi chữa bệnh cho nó mà sao. Vậy là có chồng bên đó được mấy năm à? Năm nay qua năm à. Ừ, nó về bển nó bắt cả anh em dòng họ nó ở cái nhà chứ. Rồi, kìa.
người ghi nhận. Cái này là mấy người này quen lúc này là tao quản anh ta giống như là giúp đỡ nhiều hoàn cảnh. Rồi nó chịu không nổi. Dở chân bay rồi điện đấy bà Lê Thi Hoa, con bà Lê Thi Thu Mơ khùng trả gì nước. Lên chảnh thấy nó ở chuồng đi giáp sân bay chưa. Ừ, ước nó về mà đầu về nó trời ơi nó. Con bé này là về đây nó mới có con ha. Về năm trước năm sau ở ông nào có chữa. Mà không biết cha ở đâu ai. Chữa bụng 5 6 tháng mới biết. Rồi đẻ 16 17 18 rước về cái đem xuống sông nó tắm. Nó đuổi tôi bỏ nhà là ở đậu ta 3 năm trời, nó chém quá trời cái ở đậu 3 năm trời. Cái nó đẻ cái tôi nuôi cái đẻ 3 bữa cái nó đem xuống tắm tôi trình công an lên. Lên nó trời ơi sao vậy, nó tắm cho sạch sẽ giao bả rằng tôi đừng đi. Rồi cái bé ổng cấp chỗ nghèo mẹ ổng cho gạo thóc nuôi nó luôn. Không chịu. Vụ nó. Cái đó là do bên địa phương làm chứ bữa tụi em là chỉ hỗ trợ gì vấn đề tiền bạc thôi. Hiểu rồi nhưng mà cái là mình hỗ trợ bên cái vụ tiền bạc. Mà bây giờ không hỏi công an chịu đi không, nó sao nó chịu được. Hỏi mấy ông công an lại 5 6 người chích thuốc cho đẻ chích thuốc đó. Chích thuốc đó cho bệnh nhỏ nó đi tầm 7 đó. Hỏi xã biểu tôi gửi tháng 600 năm 6 triệu được thì gửi không được là thôi đành bó tay. Thì được đi tụi con hỗ trợ dạ. Tiền cho. Dạ. Dạ. Không có. Bây giờ nè, vị tỷ của ông nào ông đa he là ôm nói nó đó. Dẫn. Nó dẫn nó đi chở nó đi rồi cái này nó mê lắm. Không nó mê, không. Chó nó không được đâu. Chó nó chó nó đập đầu nó mê lắm. Chó nó đập đầu nó tự dẫn rồi. Đi chơi phải là đưa đi luôn. Được, không nó phải đi thấu ngại đi ông ba lắm. Đấy mở điện lại đó. Đừng bỏ ngoài đi. Trời ơi đây. Ham lợi ăn nhín. À, mà cho anh ở trên hớt phao nè. Hớt phao cho điện thoại nè, với mai vớn cho điện thoại nó biết để đậu lên cầu rút không có rồi bộ gì à. Mà đâu biết nghe bấm gì nghe chứ đâu biết tắt cái gì đâu. Ta cho đặng hớt phao với mai vớn lên cầu rút rảnh không có lò bộ. Chừng nào có phao lên lấy hay là mai vớn. Bà ngày hớt phao đi mai vớn. Mời ông bổn nè, ổng đó. Nghe nè anh ơi. Ông bổn được lắm. Sao anh? Đang quay đây nè. Đưa đi bơi chứ để nhiều cái ngày mình chết sớm. Trời ơi. Bình ga người ta cho nó mở tối ngày trên đêm đó nó quýnh tôi, nó đập tôi. Nó không biết thương mình thương. Tôi sợ qua bến ta đánh, nó đập nó tội nghiệp đó. Tôi sợ qua bến ta đánh, đập nó khùng, đánh nó chết. Tụi ngoài đánh không đâu. Tội nghiệp đó. Tụi ngoài đánh chưa á. Ba cháu người ta chích thuốc vô uống thuốc đầy đủ rồi hết nè. Thì không ai ơi sao không được. Ông đó biểu tôi nuôi được rồi tôi lên máu chứ đừng qua đúng được. Không được. Mệt hoài ha. Không có gì. Dạ. Tôi lên hồi sớm hơi, hồi nãy xuống dưới đôi là 17 độ mấy, gần 18 đó. Lên máu á. Ngày nào cũng uống thuốc lên máu chứ. Giờ mình cứ chở nó đi khám bệnh thì chữa cho nó luôn, không có gì ha. Anh bổn anh nói là cứ chở đi bình thường, không có gì chứ. Vậy thì cứ gư ấy đi. Ai chở đi? Có xã đứng ra mới được mà không nên mình bỏ mày. Bên em chỉ lo tiền. Bên đây là chỉ lo tiền. Qua nhà mình chơi vài lúc này nó không có chịu được, cái gia đình nó chịu không được. Này bên tụi em mà lo tiền thôi chứ đâu có tiền. Đâu có lo mấy cái phần kia đó, do gia đình mình chứ bên xã lo chứ. Đi đi á. Nên tụi em hỗ trợ nó đi là cái dạng như là mình dụ nó như con bánh thôi. Ai chở nó đi vậy đó. Mà cho nó vô khám bệnh. Anh hai nó chở qua bển khám bệnh lấy thuốc được 2 lần. Rồi nó nhảy xe hả? Bắt đầu nó lộ bộ gì à, nó bỏ luôn. Nó không uống đêm viện giải cho. Không, nếu mà nó chống cự mình chống buộc nó được không? Vô đây đồng lỗ rồi ha. Đó, vô ổng lại luôn. 70 rồi.
Bây giờ mình vụ nó không được thì mình tính mẹ nó nữa. Ở thành phố bác sĩ nói nó 10 tuổi sau này nó hơn má đó, bị cái đầu nó quá chà nè. Nói là phải có giấy ở xã đi đồn địa phương đồn cái hương cái áo đồn cái kia đó. Ngưng ngưng đó, bởi tu gầu á con. Thời đó mới đẻ 20 triệu không cho để nuôi má nó, lâu hồi nó bệnh nên má ra tôi nuôi giờ tôi cho. Không nói khỏi, khỏi chặt ở xã cũng được. Tự mình dụ nó, mình cho nó đi coi vậy. Gì, ai đưa đi đây? Đưa đi, dạ, mà tư rồi đi. Nó đi du lịch chơi. Tôi mua mấy bà quen ngủ nó đi chứ nó không chịu đi đâu. Nó đánh tôi, nó tôi, nó tôi ở dơ hôi tanh, nó không chịu đi. Mấy bà ngủ đi, mấy bà ngủ đi, đi thị thị ăn chơi được. Tại vì không đưa bên tài qua, người ta phải kêu lấy xác nhận ở xã, đưa bên kia, người ta mới nhận. Thì cầm cái giấy này nè, có giấy tâm thần mà. Cái này khỏi cần ở xã. Nhưng mà phải có đại diện người thân đặng đưa vô được. Tụi em là đâu phải là người thân. Đại diện người má có người nuôi nữa thì sao? Thằng người nuôi là không có ai nuôi được. Vừa nhỏ này học với tôi bệnh tôi đâu có nuôi được, thức đêm được. Phải người nuôi. Trong đó nó có căng tin, có tiền đóng trong đó. Bây giờ tôi hay đi đám tiệc, hay đi nữa. Cứ sao đám tiệc hằng hờ hơi ta lại mà tôi mệt. Nên má không có nuôi, khỏi cần phải nuôi. Được. Thức đêm không nổi nữa. Để cầu giúp đỡ cho tôi, mang ơn tôi có chết sau này nhỏ đường sao? Nhưng mà phải gia đình mình là phải đại diện đi mới được. Rồi yeah. Gia đình mình là đưa đi á. Nó nuôi thì nếu qua bản đó mình lên chứ đâu có ai nó nuôi được. Nhỏ này chứ tụi con là đâu có thể nào mà tự nhỏ này ý đang đưa, học đưa nè. Đi được. Học với tôi tụi con là nhiệm bệnh. Vụ tụi con là chỉ có ấy thôi. Đêm hơn giúp đỡ được thôi. Nhưng nhỏ này đang học kệ cho nó học bài cho nó biết chữ. Chứ để nó vốt tội nghiệp nó bệnh rồi. Cho em với tội nghiệp em nghèo với anh. Lấy tiền làm gì? Dạ. Lấy tiền làm gì? Lấy tiền nó em xài thôi. Ơn mấy em ơi, hết rồi. Dạ. Bỏ túi em có mua gì em mua. Túi ha. Dạ, bỏ túi mua gì mua ha. Dạ. Chứ thằng này chắc cho chị quá. Chơi bữa nay ngoan không? Hai đứa cần ngược chịu quá. Chích 1 triệu ra của chị gái đi. Dạ. Cho mình nghỉ. Dạ, cảm ơn rất nhiều mấy ông. 1 triệu ha. Dạ. Rồi bà đưa cho tí 500 chị cứ xài không? Nè. Nè cho cậu này cho con 500 nè. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ. Cởi nha. Dạ. Giữ tiền không? Nãy giờ chị nói. Dạ. Hát đi, bây giờ hát đi. Dạ. Đây con cũng chích 1 triệu của anh Tuấn với chị Nga anh Mỹ tặng cho gia đình mình ha, cho cô ha. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi, hát đi, hát đi. Ca đi, ca đi thôi. Ô đâu lại đi. Ca. Hoàng cũng thay mặt gia đình cảm ơn anh Tuấn với chị Nga anh Mỹ rất là nhiều ạ. Chúc anh chị và gia đình dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài ạ. Ca thí đại đi. Bao la như biển Thái Bình vàng dạ. Ca lớn lên. Tình mẹ ấm áp cho các con nên người. Nếu một bà cha mẹ qua đời đâu có ai biết em ơi. Cảm ơn anh chị ơi. Hát tiếp. Dạ, em bụng quá. Cũng bạn mẹ chồng con chơi. Ca tiếp đi. Ca đi. Ca bài lòng mẹ hay đó. Lòng mẹ hay. Cái bài đó chị ca hay đó chị. Đúng rồi, xúc động lắm. Ca đi. Ừ. Tại ta em cũng đang bằng ăn anh. Em buồn. Tâm cái mặt của ông nên mà đổ quét làm có ai giữa nữa cơ. Ông đi. Làm những ai hồn ma giữa nữa. Ca đi. Dạ, dạ được rồi đi. Tiếp tục. Không thấy giọng chị ca hay đó. Đi buồn quá. Hay lắm. Sao đang mình đi người ta lấy cộng đồng nó trong nước mà nước. Trời ơi, ông chờ mà anh buồn quá. Mới nói chuyện xong rồi, ca đi không chích tạp chị không vô nữa đó. Nó ăn nằm, nó mua cá đồng tông dụng vàng ăn cắp ăn được. Còn cá lóc có chê, nó đếm từ cứa lấy cái gì, nó đậy đến lúc chẳng tổng, nó dùng clip, nó chê đậy lại. Chị hát cái bài nào vui vui. Đậy lại ăn mất chị luôn, nó đậy nó giấu, mất là quýnh chết. Còn nấu canh thì ăn cắp nước rồi ăn được. Mất chị quýnh chết luôn. Mất cân chị, mất cân quạt trời đại em không trời đó. Bữa nào ông vô cắt cổ em bữa. Nhà này ta vô cắt cổ nè. Chị Xuân thấy ngộ nha. Chứ không phải ham tiền ham bạc đâu. Hát bài đi. Kêu mát này nè, hát đi. Nó buồn đó chứ vui gì. Nó đi tôi mừng dữ lắm, nửa đêm mới về hen là bắt đầu là mưa là tôi không biết chỗ tôi ở. Nó biểu tôi phanh tay. Thưa mẹ tha thứ lỗi cho con, tôi cũng nghe là phanh tay nó không phanh tay nó muốn chết. Không có tận đâu. Mà nó biểu phanh tay lại nó, thưa mẹ. Kêu nó kêu đó mẹ. Mà không mấy là nó quýnh. Nó cầm dao phải đại luôn. Này buồn không à.
Đâu mà tôi tội nghiệp ca đi ca, ca từng viên đi ca tặng chị ca bản này thì dạ. Cười, ca, ca 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 rồi rồi ca tôi muốn khóc luôn vậy đó ca đi hôm qua để nó thôi bây giờ không ca đi về. Nó nói gì vậy? Nói mẹ mẹ bữa nay con đi đủ không ai đủ chơi hỏi sao con mắc kẹt về ăn nó thương bảy bữa đi tôi nói thôi mẹ ăn gì được mẹ đừng đánh con thôi nó nói hồng nó dạ dạ khỏi chút để biết luôn ông chắc là nãy giờ ông chơi tắm tôi tắm vui không biết ông thương tôi ha ừ nó nói ông có chồng của cậu cũng hay nuôi buồn gặp mẹ bên tâm tàn nữa không mà nuôi ha ừ chứ tiền già gì gặp quỷ không mà anh ủa nhà tôi nuôi hai đứa bị nặng hết trơn tôi đưa chứ cho người ta ra cắt cổ em nữa nha bộ nó cắt đó không có đâu không ai cắt hết á kiểm cắt đó nó không bộ nữa chị qua hoàng hùng lấy bên Hàn Quốc bánh vụ đó nghe chị chị tin không ừ chân cháu đó Hàn Quốc bên rồi nói chuyện đi tùm lum rồi đại chứng khoán mày gỡ về đừng nói ham chứ Hàn Quốc bao nhiêu năm cô sao bây giờ năm nay năm tới rồi Hàn Quốc của chồng giàu là năm trước năm sau quýnh nó về nó bắt mình này ở cả gia đình hồi đi cưới có 3 triệu bạc hà về hả nó cạo đầu nó mặt mày nó kêu bằng trơn hỏi sao nó ma cắn nè mặt mày nó bằng đen chứ mấy anh mấy chị cho mình nhớ cảm ơn lại vậy ta làm tiền đấy anh không có không có bé nó ở đây về năm nay qua năm ơi thấy tội nghiệp cho chị này có chồng mà bển có con không 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 năm nay qua năm trả lại rồi bị cặp kia bị tiểu đường đó rồi nó bị xịt dép ăn lẩu có được nó bốn bốn rồi tiếp viên nhà hàng mấy thành chứ mà rồi bằng mai không mà tôi thấy tội nghiệp ha chú cho vậy chứ đêm nay nè người ta nè bả thì mày ta hiếp dâm em hiếp dâm cắt cổ anh chị lấy đó không có đâu không có dòng họ mình tăng xin chào mọi người ha cảm ơn chị gái rất là nhiều ha thôi chào khán giả dạ. Khán giả đây quạt mua quạt chào khán giả và tôi cảm ơn nghe mấy cậu giúp đỡ tôi già cả cho tôi nhớ hết bao đồ trời con bắt ba đi con bye khán giả chào quý cô chú anh chị ạ anh xong một chị gặp em nha.